nha. Phần quà đó bao gồm tới đúng 8 giờ là phát cho mọi người. Đó. Đó cho rõ ràng không? Chưa tập hợp đủ đâu, hồi ra nhóc à, tại bển nó qua bển nó lẻ tẻ. Đây gói sẵn 10 phần nha. Dạ. Về được không? Được chị, cái gì là đẹp nó gọn. Bây giờ là tí nữa người ta khách hàng bên này cho nó mát nè. Đi luôn phải không? Hay đi qua đây hả? Cái thằng đó nói vậy đó, nó cái vụ mà cột nó trong chổng nó nói cột. À đâu, mượn là có cái thằng chủ bên kia, cái thằng bảy cơ đó kia kìa, mượn đi, được rồi. Nó cột hai ba chổng, nó cột hồi cột thuốc ở trong gốc rồi bên ngoài gốc cột bằng dây chì á. Cái gốc này nè, cái gốc đó nó cột. Ý nó nói vậy thì biết sao. À đâu, mình mượn thằng chủ á, còn cái thằng đó không phải. Đó, con ngồi đây đợi nè. Con nào mà có phiếu ngồi đó đợi đi. Ngồi đặng dưới đó đó. Đó đó. Cứ đặng ngồi đi. Ngồi chờ đi rồi đợi chút xíu tới giờ. Tới giờ mới được hả anh? Đúng 8 giờ. Giờ đang đi bán số chứ. Đi vòng đi, vòng hay vòng vậy đi. Chút xíu đi, qua cái đó đi vậy. Không, tại vì cũng phiếu rồi. Chị đó là quản lý ở đây, chị có gì hỏi đi. Tại vì con là chỉ là trách nhiệm phải xin phiếu gì, phiếu đủ rồi chú ơi. Tại vì cái này 65 đưa cho bùm 5. Bùm, mấy cái phiếu còn lại. Còn lại 5 đâu kìa đưa. 5 phiếu hôm qua anh đưa em đó, quán cà phê đó, đưa cho hay là đưa cho chị. Mà sao vậy? Ai biết đâu cho em chị. Em thấy có 65 phần quà, đưa cái phiếu đó để nhà. Cái phiếu dư cái gì? Dư thì bùm kêu dặn để. Dư hả? Để chiếc xe đó. Chiếc xe mà đó, coi chiếc xe có không? Ngồi đợi đi, bà con nào có phiếu thì ngồi đó đợi. Chúng nào nè, chú cứ đợi, nếu chú không có phiếu đợi đi, tại vì sắp xếp rồi nè. Chú ngồi đợi chung đi, ngồi có gì nói. Vậy phải nhìn ra mới được. Còn ba nữa thôi nha em. Không có phiếu là không được, tại vì này phiếu là phát mấy ngày trước rồi. Có phiếu mới được anh, tại vì cái này phát rồi, không có phiếu không được á, tại vì ở đây mấy người nào có phiếu mới được nha anh. Không chín ba. Người ta biết con đường qua đây hết, người ta cũng biết rồi đúng không? Biết tại bển ha, ba tiệm quán nước đó chị. Người ta đi tắt qua mà đúng không? Tắt, nên vòng cái tới, vòng cua cái tới nè. Chạy qua đây hết trơn rồi. Anh có phiếu mà, hôm qua em có cho anh phiếu đó, anh lên nó ngồi đợi đi. Hết rồi. Dạ gì á. Người nào không phiếu là sau cùng, nên giờ đi bán đỡ đi một vòng hai vòng đi để thôi, chỉ với số đó vậy đó chú. Đi vòng hai vòng đi còn hơi lâu. Thì còn hơi lâu á. Thì nãy chị để ý cho chú rồi, thì giờ chị đó cho vậy đó thì giải quyết cho chú rồi đó. Lấy nữa em đứng trên kia em quay đó chị.